Chào các bác, giới thiệu các bác về Cruise Control. Đèn trắng này là chưa nhận này, đèn xanh này nhận rồi này, chân ga thả lỏng luôn nha các bác nha, đi nhàn chân cực kỳ luôn. Bên này Auto Line City Mode, bây giờ lim 50 các bác, các bác đạp ga thoải mái. Đây, đường này đang giới hạn 50 này, giao thông rất nhiều luôn. Chạy thử nhá. Này, đập kịch ga không được này. Đấy, kịch ga không đi. Chỉ làm một cái à, cứ chật ga bốc. Bốc nên tốc độ chỉ có 50. Tua cao nhưng tốc độ vẫn nguyên. Dí chặt ga. Đấy, đi rồi, đấy, người đang đạp ga này. 50 rồi các bác. Không đi được nữa luôn. Việc thêm tí nữa là giao thông phạt ngay. Tỉnh lắm.